Trọng kính Đức cha Phêrô, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Trọng kính Đức cha Đàm Minh, tân giám mục giáo phận Thái Bình. Kính thưa quý đức ông, quý cha, tổng đại diện, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân chúa của giáo phận Thái Bình. Từ Nam Định muốn vào địa giới của giáo phận Thái Bình thì phải đi qua cầu Tân Đệ. Chỉ là sự trùng hợp tình cờ, nhưng dường như giáo phận Thái Bình là đất của cầu Tân Đệ. Năm 2009, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đề đã từ Nam Định đi qua cầu này để làm giáo mục Thái Bình. Rồi trong quá khứ, một lúc nào đó, một số cha đã nhắc tới tên của cha Tân, một linh mục ở xa sẽ về Thái Bình, nhưng chuyện lại không thành. Và hôm nay Đức cha Đa Minh Đạo Vân Cầu trở thành giám mục của Thái Bình để hoàn tất cái ý nghĩa của cầu Tân Đệ. Trọng kính Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đề, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Tất cả chúng con cũng như giáo phận Thái Bình này cùng với Đức cha tạ ơn Chúa, bởi vì Đức cha đã hoàn tất sứ vụ mục tử một cách quá đỗi tốt đẹp từ năm 2009 cho tới năm 2022. 13 năm phục vụ tại giáo phận Thái Bình này, Đức cha đã hết lòng tận tụy phục vụ dân Chúa. Chúng con không dám nói đến thành tích, nhưng chúng con cũng phải nhắc lại một chút như Đức tổng giám mục Hà Nội cũng đã nêu lên. Đức cha đã để lại cho giáo phận này những cơ sở vật chất rất là lớn, nhà chung vĩ đại mà tất cả mọi người đang thấy trước mắt đây, rồi đại chủ viện Thánh Tâm, trung tâm lòng Chúa thương xót an lạc, rồi cơ sở dòng mến Thánh Giá Thái Bình tại Hưng Yên. Nhưng ngoài những cái cơ sở vật chất ấy, phải nói rằng Đức cha đã tận tụy phục vụ, đào tạo, huấn luyện các thành phần dân Chúa. Làm sao mà không nói tới 14 cuốn chỉ nam mà Đức cha đã soạn cho các đoàn thể cũng như các tổ chức trong giáo phận để huấn luyện nhân sự. Đức cha đã đào tạo và truyền chức cho 153 linh mục, lập thêm 4 giáo hạt, thêm 33 giáo xứ, thiết lập 6 đền thánh, và đặc biệt là thiết lập dòng mến Thánh Giá phố hiến và tu đoàn lòng thương xót. Tôi tới tối ngày hôm qua khi nói chuyện với con, Đức cha vẫn còn đang mang nặng những ưu tư thao thức đặt nền móng và củng cố cho tu đoàn lòng Chúa thương xót, với hy vọng đây sẽ là nơi chiếu tỏa lòng thương xót anh chị em cho tất cả những người yếu đau bệnh tật. Con thấy một phần nào cũng giống như Thánh Francisco Xavier khi ở đảo ngoài khơi nhìn vào Trung Quốc thì vẫn còn thao thức và nói lên với Chúa, lạy Chúa còn nữa. Đức cha đã tới thời gian tĩnh dưỡng nhưng vẫn còn thao thức cho công cuộc loan báo tin mừng và rao truyền lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin cùng với Đức cha tạ ơn Chúa và cầu chúc Đức cha luôn đầy tràn sức lực của Chúa Thánh Thần, bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc trong thời gian tĩnh dưỡng sắp tới. Kính thưa Đức cha Đa Minh Đạo Văn Cầu, tân giám mục giáo phận Thái Bình, tất cả cộng đoàn chúc mừng Đức cha đã được Chúa trao cho sứ vụ mục tử kế vị Đức cha Phêrô. Hội đồng giám mục xin chúc mừng gia đình giáo phận hôm nay có một mục tử mới, tươi vui, trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Nhìn vào hàng giáo mục Việt Nam hiện nay, nhiều đấng đã quá hoặc gần tuổi thất thập cổ đại hy, tóc muối nhiều hơn tóc tiêu, bước chân đi từ từ chậm chạp, và quả thật ngày hôm nay nhiều đức cha vắng mặt, không có hiện diện trong thánh lễ phong chức này. Đang khi đó thì còn tới 4 giáo phận trống tòa.
Từ khi Đức Cha Hưng Hóa được tấn phong vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 vừa qua, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam lâu lắm mới thấy có một đức cha có mái tóc đen nhánh. Hôm nay thì tóc của đức cha tân giám mục Thái Bình thì có ít sợi trắng thôi, nhưng mà nhìn chung vẫn còn đen bóng lắm. Và đó là tín hiệu tốt đẹp cho Hội Thánh Việt Nam trong thời gian sắp tới. Với 26 năm trong đời sống của linh mục, qua các nhiệm vụ đã đảm nhiệm từ việc du học tại Paris chuyên ngành mục vụ huấn giáo, trở về giáo phận phục vụ trong vai trò chánh văn phòng trong hai nhiệm kỳ, rồi làm chánh xứ, làm trưởng ban giáo lý của giáo phận của giáo tỉnh Hà Nội, rồi hạt trưởng đại diện giám mục và hiện nay là giám đốc tại Chủng viện Thánh Tâm. Như vậy thì Chúa đã quan phòng chuẩn bị cho đức cha những kinh nghiệm mục vụ quý báu để hôm nay Chúa đặt đức cha làm mục tử của giáo phận thân yêu này. Vua David ngày xưa không được xây đền thờ, nhưng ông đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả vật liệu quý báu vô vàn vô số để Salomon con của ông xây dựng đền thờ Jerusalem nguy nga tráng lệ. Thì ngày nay đức cha được kế thừa cả một di sản vĩ đại do đức cha Phêrô đã cùng với toàn thể cộng đoàn Thiên Chúa Thái Bình dày công xây dựng. Xin kính chúc đức cha đầy tràn Chúa Thánh Thần để phát huy di sản tốt đẹp của cộng đoàn Thiên Chúa Thái Bình về tinh thần cũng như vật chất. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi nhân loại đừng dựng lên những bức tường, nhưng hãy xây những chiếc cầu nối kết các dân tộc, các cộng đoàn và các cá nhân. Cầu chúc đức cha thực hiện được những cây cầu như tên gọi của đức cha, để kiến tạo cộng đoàn Dân Chúa Thái Bình thành một hội thánh hiệp hành, rồi từ đó đi ra ngoại biên để xây dựng những cây cầu nối kết tất cả mọi người trên miền đất Thái Bình và Hưng Yên này. Xin chúc mừng đức cha. Bây giờ đây chúng con xin có những lãng hoa, trước hết là kính dâng đức cha Phêrô nguyên giáo mục giáo phận Thái Bình và đức cha tân giáo mục Thái Bình. Xin kính mời đức cha tổng thư ký. Công xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Việt Nam. And now, respectfully, I would like to invite Most Reverend Malik Zaleski, representative of the Holy Father to Vietnam, to give the congratulatory speech to the newly ordained bishop and Thái Bình Diocese. Please welcome. Your Excellency, dear Monsignor Dominic Dang Van Cao, Your Eminence, Cardinal Peter, dear Archbishops and Bishops present today, distinguished civil authorities, dear priests and consecrated persons, beloved brothers and sisters in the Lord. Trọng kính Đức Cha David Dang Van Cao, trọng kính Đức Hồng Y, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, trọng kính quý Đức Tổng, quý Đức Cha,
Kính thưa quý chính quyền các cấp, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em trong chùa Kỳ Thủ. Allow me to join my voice to the voices of the local church of Thái Bình, thanking God for the precious gift of a new shepherd for all this beloved diocesan family. The Holy Father Pope Francis is also spiritually present among us and rejoices with us in this historical moment. Cho phép tôi được hòa chung với giáo hội địa phương Thái Bình, cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao cả mà Chúa đã trao ban cho gia đình giáo phận thân yêu này, đó là Đức Tân Giám Mục Đàm Minh. What can we wish to your new bishop? Perhaps should we reread an excerpt from the letter of the Saint Paul Apostle wrote before he was taken away and put to death because of how badly he lived and loved Jesus Christ. This letter was addressed to a bishop whose name was Timothy, who had just gone through the process of ordination, which is the affirming by the Church of the call of God on an individual's life that should be set apart for the ministry of the gospel of Jesus Christ. Vậy thì chúng ta chúc gì cho Đức Tân Giám Mục của chúng ta, một giám mục thân yêu đang hiện diện nơi đây? Tôi thiết nghĩ chúng ta nên đọc lại một đoạn trích trong thư của Thánh Tông Đồ Phaolô Ngài viết trước khi Ngài bị đưa đi tử hình, vì Ngài đã mạnh dạn sống niềm tin vào Đức Kitô. Và lá thư này được viết cho một giám mục tên là Timôthê, người mới được tấn phong, như là một sự khẳng định từ phía giáo hội về ơn gọi của Chúa cho một con người, đó là người được chọn, là những người được dành riêng cho sứ vụ loan báo tin mừng của Đức Kitô. Saint Paul writes, I thank God whom I serve with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother and your mother, and now I am sure dwells in you as well. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of the hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Thánh Phaolô đã viết như thế này: Tôi tạ ơn Chúa, đấng tôi tôn thờ với một lương tâm trong sạch. Tôi tạ ơn Chúa vì luôn nhớ tới anh trong lời cầu nguyện. Tôi nhớ lại đức tin chân thành của anh, và đức tin đó vốn đã có trước tiên nơi bà ngoại cũng như nơi thân mẫu của anh, và giờ đây tôi tin rằng chính đức tin ấy đang được sống lại một cách sống động trong cuộc đời của anh. Vì lý do đó tôi nhắc nhở anh hãy khơi lại những ơn trọng đại của Chúa trong cuộc đời của anh khi tôi đặt tay trên anh, vì Chúa không ban cho chúng ta thần khí của sự sợ hãi, nhưng Ngài ban cho chúng ta thần khí của sức mạnh, thần khí của tình yêu và thần khí của lòng tự chủ. Dear beloved faithful brothers and sisters, your presence, your prayers, your songs and
Your deep spirit of communion will be a strong encouragement for your Bishop Dominic. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự hiện diện, lời cầu nguyện, những lời ca và đặc biệt là sự hiệp thông sâu xa của quý ông bà anh chị em là nguồn động lực, là sự khích lệ cho chính Đức Cha Đàm Vinh. He knows you and you know him very well, but from this very moment, his kind, intelligent and friendly person is somehow transformed, having received the abundant gifts of the Holy Spirit. Đức Cha biết anh chị em rất rõ, và tôi tin rằng quý ông bà anh chị em cũng biết rất rõ Đức Cha. Nhưng kể từ giờ phút này thì con người tốt lành, con người nhanh nhẹn và con người thân thiện này phần nào được biến đổi vì đã nhận được ơn Chúa Thánh Thần ban cho một cách dồi dào. So the Good Shepherd, our Lord Jesus Christ, will enrich him with many graces and spiritual blessings as your custodian and guide. Và xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là vị mục tử nhân lành ban cho Đức Cha muôn hồng ân và ân phúc trong sứ vụ của Đức Cha như là người bảo vệ và dẫn dắt anh chị em. In this very moment also we have to thank God for the manifold gifts he bestows upon us through the fatherly person of our beloved Bishop Emeritus, Right Reverend Pierre Nguyen Van De. His fruitful ministry has blessed our diocese for many years and will continue through encouraging and serving the new bishop and all of you as a spiritual and beloved father. Và trong giây phút trọng đại này, chúng ta cũng phải tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa ban cho chúng ta, ban cho giáo phận ngoan qua một vị cha cả kính của chúng ta là Đức Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Trong những năm tháng qua, giáo phận chúng ta đã nhận biết bao ơn lành từ thành quả mục vụ của Đức Cha. Và thành quả mục vụ này sẽ còn mãi được tiếp tục nơi giáo phận khi Đức Cha tiếp tục khích lệ và phục vụ Đức Tân Giám mục cũng như phục vụ quý ông bà anh chị em như là một người cha tinh thần, một người cha kính yêu. On behalf of the Holy See and on my own behalf, I thank you, Excellency, for your fruitful and faithful service to the Church. Nhân danh Đức Thánh Cha và Thánh Tiên, tôi cũng xin cảm ơn Đức Cha Phêrô vì sứ vụ mục vụ rất hiệu quả và trung thành của Đức Cha. While wishing to all of you a happy and blessed New Year, I thank you for your kind attention. Khi chúc mừng tất cả quý cộng đoàn chúng ta một năm mới tốt lành, tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý cộng đoàn đã chú tâm lắng nghe. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn Đức đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Và giờ đây, trong tâm tình vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa vì người đã ban cho giáo phận hồng ân lớn lao trong ngày lễ tấn phong hôm nay, con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Cha Giuse Trần Xuân Chiêu, Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận, cùng đại diện các thành phần dân Chúa trong giáo phận, thay lời cho Linh mục đoàn cùng với hơn 136.000 con tin Thái Bình Hưng Yên, lên có tâm tình chúc mừng và bày tỏ sự vâng phục đối với Đức Tân Giáo mục Đa Minh bản quyền giáo phận. Con xin trân trọng kính mời Cha.
Trọng kính quý thánh mẫu và toàn thể cộng đoàn. Đến giờ này, chắc chắn toàn thể nhân loại vẫn còn đang ngây ngất với bầu khí của ngày kỷ niệm 2022, năm Đấng Cứu Thế đến với con người. Vẫn còn đó vang vọng những lời ca điệu múa, nhất là trong màn bao phủ của đêm Giáng sinh, mọi người nô nức để được tận mắt chiêm ngưỡng hài như Giê-xu, một Thiên Chúa đã mặc lấy kiếp người đơn sơ bé nhỏ, đất với trời nối kết với nhau và cùng nhau cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp. Trong dịp đặc biệt này, cũng là thời khắc cuối cùng trước ngưỡng cửa của năm mới, đặc biệt là trong ngày hồng phúc của giáo phận Thái Bình có Đức Tân Giám Mục, con xin được cất lên lời chúc tụng nồng nhiệt nhất, yêu mến nhất, kính trọng nhất tới Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski và Phái đoàn Tòa Thánh. Đức Hồng Y Phêrô, Quý Đức Tổng Giám Mục, Đức Cha Phêrô, Quý Đức Giám Mục, Quý Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, quý vị quan khách và toàn thể cộng đoàn, xin hãy Chúa luôn ở cùng quý đấng bậc của mọi người, hầu mang trong mình đầy ắp hồng ân của Đấng Emmanuel. Trọng kính Đức Cha Đa Minh, chúng con rất vui mừng khi nghe tin Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha làm giám mục chính Tòa Giáo phận Thái Bình. Chúng con cùng nhau tạ ơn Chúa với Đức Cha vì hồng ân lớn lao Chúa ban, lật lại những trang sử hào hùng của giáo phận. Với biết bao thăng trầm đổi thay, toàn thể giáo phận đã thực sự vươn mình và lớn lên qua kho tàng ân phúc mà cá nhân cũng như cộng đoàn đã lĩnh hội. Nhìn lại chặng đường với biết bao thử thách gian truân sóng gió, những biến động của thời thế, nhưng mãi đứng vững và sáng ngời như ngày hôm nay. Trọng kính Đức Cha, Thánh Lễ Tân Phong Giám Mục vừa được cử hành một cách trang trọng trong niềm phấn khởi của cộng đoàn dân Chúa cách riêng với giáo phận Thái Bình. Đây được gọi là một biến cố lịch sử, một cảnh tượng huy hoàng thực sự đã và đang diễn ra. Hôm nay, mọi thành phần dân Chúa, từ linh mục, tu sĩ, giáo dân đều vô cùng xúc động và ân hoan, niềm vui vỡ hòa như một giai điệu không lời, cứ hòa ngân như lá rơi, như nước chảy, nghẹn ngào chẳng nói nên lời, vì giáo phận có người cha tiếp tục lãnh đạo chèo lái con thuyền giáo phận. Giờ đây, con xin đại diện cho linh mục đoàn giáo phận và mọi thành phần trong giáo phận, phó tế, chủng sinh, nam nữ tu sĩ và toàn thể các tín hữu giáo phận xin được chúc mừng Đức Cha và bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con muốn cùng Đức Cha dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương tuyển chọn Đức Cha là giám mục giáo phận Thái Bình. Vinh dự này không chỉ dành riêng cho Đức Cha mà là dành cho toàn thể giáo đoàn Thái Bình, bởi giám mục được đặt lên cho và vì loài người, như lời Thánh Augustino: cho anh em tôi là giám mục. Như vậy, từ nay chúng con được Thiên Chúa là Cha trên trời cai quản, dạy dỗ và thánh hóa qua tác vụ mục tử của Đức Cha. Chúng con muốn bày tỏ tình hiệp thông đoàn kết với nhau xung quanh Đức Cha để cùng với Đức Cha thực hiện lý tưởng qua châm ngôn Đức Cha đã chọn cho thời đại giám mục của mình. Trích từ Thánh Vị 39 câu 8 rằng: Ecce Venio, này con xin đến. Chúng con cùng với Đức Cha mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn sẵn sàng tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống cũng như trong sứ vụ. Trọng kính Đức Cha Đa Minh, chúng con cảm nhận và tâm phục khẩu phục trước lòng can đảm của Đức Cha đã vững tâm lĩnh nhận sứ vụ rất khó khăn này. Biết bao công việc đang chờ đón Đức Cha, thử thách sẽ đến, sóng gió sẽ bao trùm, nhưng với niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, chúng con tin tưởng Đức Cha sẽ đạt hái được những thành quả mỹ mãn trong sứ vụ quan trọng của mình. Chúng con hứa luôn kính trọng và vâng phục Đức Cha trong mọi quyết định thuộc nhiệm vụ giám mục theo giáo luật, nhằm làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Giữa lời hứa vốn là một trong những thử thách khó khăn nhất của đời người, nhưng nếu như mùa nước lên là lời hứa của đại dương và điểm gặp gỡ là lời hứa của những con đường, thì lòng trung thành và vâng phục là lời hứa chắc chắn của chúng con đối với bề trên giáo phận.
Chúng con hứa sẽ cộng tác đắc lực với Đức Cha. Cuộc sống là một bức tranh đa sắc màu, bên cạnh những màu tươi sáng cũng có những mảng tối, bên cạnh những thành công hạnh phúc thì cũng không ít những chông gai trở ngại. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, có đặc trưng riêng, thế mạnh riêng, nhưng đều cùng sống trong một tập thể là quê hương, là giáo hội và giáo phận rất yêu quý của mình. Chúng con xin hứa sẽ luôn cầu nguyện cho Đức Cha và hết lòng cộng tác với Đức Cha trong mọi lĩnh vực tông đồ, nhằm thăng tiến đời sống thánh thiện của dân Chúa, loan báo tin mừng cho muôn dân. Chúng con cầu chúc Đức Cha luôn bình an, mạnh khỏe, vui tươi, trẻ trung, trường thọ, và nhất là lòng can đảm tông đồ để mưu cầu ích lợi mọi mặt cho chiên đoàn giáo phận Thái Bình được trao phó cho Đức Cha. Trọng kính Đức Cha, trước niềm vui lớn lao này, dù con nói bao nhiêu cũng không đủ, dù có biết thế nào cũng không thể diễn đạt trọn ý tưởng. Con xin mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 20 để biểu cảm tâm tư, nguyện vọng và tâm lòng của mỗi chúng con. Cùng với Thánh Phaolô, chúng con muốn lặp đi lặp lại lời này rằng: trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Xin Đức Cha đón nhận tâm tình kính yêu và lòng phung phục của chúng con. Toàn thể giáo phận Thái Bình xin được chúc mừng và cảm tạ Đức Cha. Trọng kính Đức Cha, để bày tỏ tâm lòng yêu mến, chúng con dâng lên Đức Cha lãng hoa tươi thắm, gói gọn hàng trăm ngàn con tim của giáo phận vây quanh Đức Cha. Kính xin Đức Cha vui nhận. Đức Tân Giáo Mục Đăng Minh. Trọng kính quý đấng bậc và cộng đoàn, và giờ đây là những giây phút chúng con rất mong mỏi được lắng nghe vị tân chủ chăm của giáo phận có những tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn trong ngày hồng phúc này.